chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Woman Leader Talk, nữ lãnh đạo tài năng do mạng lưới nữ lãnh đạo quốc tế Willin Global và tập đoàn nữ lãnh đạo toàn cầu Willin Global Holding thực hiện. Chương trình được phát sóng hàng tuần vào mỗi tối thứ ba trên kênh Willin TV và phát lại trên sóng truyền hình Hi TV và Invest TV. Thưa quý vị, trong mỗi số của Woman Leader Talk, chúng tôi luôn luôn mong muốn có thể mang đến cho quý vị những câu chuyện hữu ích từ kinh nghiệm sâu sắc của các nữ lãnh đạo tài năng. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với một nhân vật được biết đến là một chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp, một người phụ nữ hết mình với các hoạt động cộng đồng. Đồng thời, cô ấy còn là Willin Partner cùng chung tay thực hiện sứ mệnh kiến tạo một cộng đồng giàu giá trị cho các nữ lãnh đạo toàn cầu. Vậy người phụ nữ xinh đẹp đó là ai? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn video clip sau đây. Gặp em trong chương trình talk show ngày hôm nay. Vâng, quý vị thân mến, chắc hẳn là khi mà tôi giới thiệu với quý vị ngày hôm nay, tôi được trò chuyện với một nhân vật vô cùng đặc biệt, đó chính là Hoàng Thúy, thì quý vị cũng đã nhận ra ngay khi mà cô ấy xuất hiện, đó chính là gương mặt Hoa hậu nhân ái 2022. Vậy thì Hoàng Thúy thân mến, em có thể chia sẻ tới quý vị khán giả cũng như là chị được biết là khi mà được nhận cái giải thưởng cao quý là Hoa hậu nhân ái thì em đã có những cái thay đổi gì cho riêng bản thân em cũng như là doanh nghiệp của mình không? Xin mời em. Xin chào tất cả các quý vị khán giả của Willin TV và xin chào anh Xuân Vinh Anh. Thúy sẽ kể một câu chuyện từ khi Thúy còn là một cô bé học cấp 3. Thì Thúy có thấy bố Thúy rất là vất vả trong kinh doanh và Thúy có nói với bố một câu là điều gì khiến cho bố luôn luôn bận rộn như vậy? Tại sao mình không co cái doanh nghiệp của mình lại để mình có thể có thời gian dành cho gia đình hơn? Thì bố Thúy có nói một câu đó là nếu như một ngày thì bố không tiêu quá đến 200.000, thậm chí có những ngày bố không tiêu đến tiền. Nhưng khi mình đã sống ở trên một cái hành trình là trở thành một người doanh nhân thì mình cần có những cái cống hiến cho xã hội, và không chỉ cho bản thân mình đâu mà còn cho rất nhiều người nữa, từ đồng nghiệp, gia đình và lớn hơn nữa là những cộng đồng ở bên ngoài. Và đó là lý do khiến Thúy quyết định đi thi và trở thành Hoa hậu nhân ái năm 2022. Trong hành trình 7 năm khi Thúy thành lập công ty Amanda Clinic, Thúy đã có tổ chức rất nhiều lớp học và khoa học cộng đồng dành riêng cho chị em phụ nữ. Nhưng lúc đó thì dựa trên quan điểm là mình chỉ là cá nhân thì mình cảm thấy rằng cái sức lan tỏa của nó chưa được lớn, và đó là lý do Thúy quyết định đi thi để có danh hiệu đó để giúp lan tỏa thật nhiều giá trị và cống hiến cho cộng đồng và cho xã hội. Hoàng Thúy thân mến, được biết là em tốt nghiệp tại Singapore và cũng đã từng khởi nghiệp với một cái công việc rất là thành công là kinh doanh các hàng hiệu online, và gia đình của em thì cũng là một gia đình có truyền thống về kinh doanh. Vậy thì cái cơ duyên nào đã giúp Hoàng Thúy đi đến một cái quyết định là sáng lập và điều hành hệ thống thẩm mỹ Amanda Clinic và Luxury Spa tại Quảng Ninh? Em có thể chia sẻ tới quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay được không? Thúy rất may mắn khi được sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh, và quan điểm của gia đình giáo dục là cốt lõi. Chính vì thế, Thúy đã được học tập và sinh sống ở Hà Nội cho đến nay đã được hơn 20 năm. Vào thời điểm đó thì Thúy nhận thấy rằng thị trường làm đẹp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang rất là phát triển, và Thúy tự đặt câu hỏi cho mình rằng tại sao không xây dựng một hệ thống làm đẹp chuyên nghiệp như vậy tại quê hương, và đó là lý do mà Amanda Clinic đã ra đời. Vậy thì chắc hẳn là cái con đường khởi nghiệp sẽ gặp rất nhiều những khó khăn và chông gai. Thúy cùng chia sẻ với quý vị khán giả là trên con đường khởi nghiệp của mình thì những cái khó khăn, thử thách nào mà em đã phải đi qua?
Với bất kỳ doanh nghiệp nào khi khởi nghiệp cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trước đó Thúy đã làm ở công ty gia đình lĩnh vực xuất nhập khẩu trong vòng 3 năm. Và khi Thúy quyết định mở spa thì rào cản lớn nhất là từ cha mẹ. Quyết định của mình cũng khiến cho cha mẹ hơi bất ngờ. Và đó là những khó khăn đầu tiên. Và khó khăn tiếp theo của Thúy đó chính là về kinh tế. Không ai tin Thúy có thể khởi nghiệp với 71 triệu đồng. Và lúc đó Thúy cũng có một câu hỏi đặt cho mình là làm thế nào để mình khởi nghiệp với số tiền nhỏ như vậy. Nhưng mà sau đó thì được sự đồng thuận của gia đình hai bên và được bố mẹ và gia đình đồng hành và cũng có được ngày hôm nay. Xin cảm ơn những lời chia sẻ, những cái khó khăn rất là thật và chân thành của Hoàng Thúy. Chắc chắn rồi, khi chúng ta làm chủ doanh nghiệp, chúng ta mong muốn khởi nghiệp startup thì ai cũng sẽ gặp những khó khăn, thử thách rất là lớn. Tuy nhiên, chúng ta có ước mơ, chúng ta có đam mê, chúng ta có quyết tâm. Và đó cũng là một cái động lực để giúp chúng ta có thể gây dựng được cái sự nghiệp thành công. Và đặc biệt là Hoàng Thúy, sự nghiệp của em đã rất là thành công như ngày hôm nay. Đến với chương trình của Willin TV này thì cũng là một cái cơ hội để Hoàng Thúy có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái bài học thương trường của mình, giúp cho các bạn trẻ có mong muốn startup và khởi nghiệp học hỏi từ Hoàng Thúy. Và hôm nay thì Hoàng Thúy có thể chia sẻ và bật mí cho các bạn được không? Xin mời em. Theo quan điểm của Thúy thì câu hỏi chất lượng tạo nên cuộc đời chất lượng. Và thay vì Thúy đặt câu hỏi cho mình là làm thế nào để mình có thể kiếm được nhiều tiền, đó là câu hỏi mà rất nhiều những bạn khởi nghiệp đều có ở trong đầu. Nhưng Thúy luôn tự đặt cho mình một câu hỏi rằng làm thế nào để mình có thể có được thành công. Và nếu như hôm nay mình không kiếm ra nhiều tiền thì mình có thể học những bài học giá trị, gặp được những con người giúp cho mình những kiến thức để mình có thể phát triển trên con đường sự nghiệp của mình. Và một yếu tố quan trọng nhất đó là sự kiên trì, hướng tới mục tiêu, và mình sẽ vượt qua được tất cả mọi rào cản từ phía gia đình, thậm chí là bạn bè và cả xã hội, giúp chúng ta đạt được những ước mơ của chính mình. Hoàng Thúy thân mến, Hoàng Thúy có thể chia sẻ và bật mí tới quý vị khán giả của Willin TV ngày hôm nay, cái cơ duyên nào từ một cô gái rất là trẻ, xinh đẹp từ Quảng Ninh mà em đã quyết định chính thức trở thành Willin Partner, cùng đồng hành với tập đoàn Willin Global kiến tạo mạng lưới toàn cầu. Thúy được biết đến Willin rất là lâu và được biết Willin là một mạng lưới nữ lãnh đạo có uy tín ở trên toàn cầu, với mong muốn cũng như bao người phụ nữ khác, chúng ta sẽ luôn cần cầu tiến, học hỏi và phát triển bản thân. Lộ trình IPO của tập đoàn năm 2026 vô cùng giá trị và nhân văn. Thúy đánh giá cao về chiến lược của tập đoàn vì sự tiến bộ của cộng đồng phụ nữ lãnh đạo toàn cầu. Mong muốn kết nối giá trị cho các chị em không giới hạn, Thúy tin rằng lộ trình IPO sẽ chắc chắn thành công. Đó chính là lý do mà Thúy đưa Willin về tới Quảng Ninh. Xin cảm ơn câu trả lời và chia sẻ của Hoàng Thúy. Được biết là Willin Andorra Quảng Ninh thì cũng mới được thành lập từ tháng 5 2022. Tuy nhiên là hiện nay thì đã có gần 30 thành viên. Đủ có thể thấy rằng cái sức hút của chủ tịch Hoàng Thúy cũng như là câu lạc bộ Willin Andorra đã có rất nhiều những cái hoạt động rất là ý nghĩa. Vậy thì trong cái chương trình ngày hôm nay, Hoàng Thúy có thể chia sẻ những cái định hướng, những cái hoạt động cụ thể mà trong thời gian tới Willin Andorra sẽ thực hiện để giúp cho các thành viên của Willin Andorra cũng như là những chị em phụ nữ tại cộng đồng Quảng Ninh mong muốn tham gia vào Willin Andorra được không? Xin mời em. Willin Andorra có rất nhiều các hoạt động dành cho các chị em phụ nữ, các doanh nghiệp và các thành viên. Trong đó thì có các buổi business tour, business lunch và các khóa học cộng đồng để phát triển bản thân. Ví dụ như là các khóa học về tạo dáng, học TikTok, học livestream và học nấu ăn. Sắp tới thì sẽ có những khóa học về cân bằng cảm xúc, đó cũng là những khóa học rất là bổ ích dành cho phụ nữ. Song song với những khóa học cộng đồng thì Willin Andorra phát triển cho các thành viên trong Willin Andorra để đồng hành cùng với doanh nghiệp của họ, làm thế nào để phát triển doanh nghiệp của mình hướng tới cộng đồng. Bên cạnh việc thành lập câu lạc bộ Willin Andorra Quảng Ninh thì Hoàng Thúy cũng đã thành lập công ty liên danh International Andorra Corporation thuộc tập đoàn Willin Global Holding, đi theo cái lộ trình cơ chế vốn IPO vào năm 2026. Vậy thì Hoàng Thúy có thể chia sẻ những cái chiến lược, những cái định hướng của công ty International Andorra Corporation cho quý vị khán giả được biết được không? Các thành viên ở trong công ty Willin Andorra đều có thắc mắc một câu là tại sao luôn luôn Thúy nói một câu là không có ai đi chơi mãi được. Và đó chính là câu trả lời cho việc là rất nhiều thành viên của Willin Andorra hiện nay đã trở thành co-founder cùng chung tay trên con đường tiến tới IPO năm 2026. Ngoài những câu chuyện là phụ nữ mình cùng nhau tiến bộ thì mình cùng chung trên một con đường để phát triển công ty Willin Andorra nằm trong tập đoàn, thì đó cũng là mong muốn duy nhất của Thúy, để các chị em cùng nhau chung tay, cùng nhau phát triển tư duy, đồng điệu với tư duy, tri thức
nhận thức và cùng nhau dẫn dắt trên cái con đường phát triển tới lộ trình IPO 2026. Xin cảm ơn những phần chia sẻ vô cùng tuyệt vời và hữu ích của Chủ tịch Hoàng Thúy, Chủ tịch của câu lạc bộ Willin Adora Quảng Ninh. Trong cái chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và đây cũng là một cái câu hỏi cuối cùng mà Minh Anh muốn dành cho Hoàng Thúy, đó là Hoàng Thúy có đôi lời chia sẻ tới các nữ lãnh đạo, những thành viên của mạng lưới Willin Việt Nam, Willin Global Holdings, và đặc biệt là những nữ lãnh đạo mà đang có mong muốn để tham gia vào mạng lưới Willin, thì có thể chia sẻ đôi lời dành cho các nữ lãnh đạo được không? Xin mời em. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, khi Thúy chính thức trở thành Willin Partner, thì Thúy đã nhận được rất nhiều giá trị từ Willin, từ những người đi trước, các chị chia sẻ về những kinh nghiệm về cuộc sống, về câu chuyện phát triển về doanh nghiệp, và giúp cho Thúy hoàn thiện bản thân lên rất nhiều. Và Thúy tin rằng nếu như những chị em nào còn đang tìm hiểu về Willin và mong muốn trở thành Willin Partner, thì chúng ta đừng chần chừ, bởi vì mỗi ngày trôi qua là một ngày thực sự giá trị, và mình quyết định để trở thành Willin Partner là một điều đúng đắn nhất. Và Thúy rất là mong chúng ta sẽ cùng nhau chung tay để kiến tạo một cộng đồng phụ nữ cùng nhau tiến bộ và thịnh vượng hạnh phúc. Xin cảm ơn phần chia sẻ vô cùng tuyệt vời của Chủ tịch Willin Adora Hoàng Thu Thúy, và xin chúc cho Hoàng Thúy sẽ ngày càng xinh đẹp hơn, thành công hơn và sẽ luôn có một sức khỏe thật tốt để tiếp tục cùng đồng hành với Willin Adora ngày càng phát triển hơn nữa. Thưa quý vị, cuộc trò chuyện vừa rồi đã cho chúng ta thấy những thông tin thú vị về hành trình lập nghiệp và phát triển doanh nghiệp của nữ lãnh đạo tài năng Hoàng Thu Thúy, cũng như những tâm huyết của Hoàng Thúy trong việc kiến tạo và lãnh đạo cho cộng đồng, định hướng đến những giá trị tích cực. Một lần nữa, xin được cảm ơn sự tham dự của nữ doanh nhân Hoàng Thu Thúy đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Đến đây, thời lượng của talk show Woman Leader Talk xin được khép lại. Một lần nữa, xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên kênh Willin TV, truyền hình Hai TV và Invest TV. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.